Xin chào các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn theo dõi những tin tức thế giới đáng chú ý trong bản tin toàn cảnh quốc tế chiều nay của chúng tôi. Người phát ngôn quân đội Houthi cho biết, lực lượng Houthi đã thực hiện hoạt động nhắm mục tiêu vào tàu chở dầu của Anh ở vịnh Aden, dẫn đến việc tàu bị bốc cháy hôm 26 tháng 1. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cũng cho hay, trong vụ việc liên quan đến tàu hải quân Mỹ, lực lượng Houthi đã bắn một tên lửa đạn đạo chống hạm từ Yemen về phía tàu khu trục USS Caney ở vịnh Aden. Tuy nhiên, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, tàu chiến của Mỹ đã bắn hạ tên lửa và không có thương tích hay thiệt hại. Các lực lượng của Mỹ và Anh đã tiến hành hai đợt tấn công chung nhằm giảm khả năng của Houthi nhắm vào các tàu thuyền đi qua trên tuyến đường thương mại hàng hải quan trọng ở Biển Đỏ. Ngoài các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Houthi, Mỹ còn dẫn đầu một liên minh bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hải trên Biển Đỏ. Washington cũng đang tìm cách gây áp lực ngoại giao và tài chính đối với Houthi, tái xác định Houthi là tổ chức khủng bố vào tuần trước. Ngày 27 tháng 1, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết lực lượng của họ đã bắn trúng một tên lửa chống hạm của Houthi chuẩn bị phóng về phía Biển Đỏ. Theo tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, lực lượng Mỹ đã xác định được tên lửa ở khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen và coi đó là mối đe dọa sắp xảy ra đối với các tàu thương mại và tàu hải quân của Mỹ trong khu vực. Cùng ngày, lực lượng Houthi tuyên bố đã phóng tên lửa bắn trúng tàu chở dầu của Anh trên vịnh Aden, khiến con tàu bốc cháy. Lực lượng Houthi ở Yemen đã bắt đầu tấn công tàu chở hàng ở Biển Đỏ và khu vực lân cận từ tháng 11 năm 2023, tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào tàu hàng có liên quan tới Israel để có thể thể hiện sự đoàn kết với người dân Palestine ở dải Gaza. Lực lượng Mỹ và Anh đã mở nhiều đợt không kích vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen nhằm giảm năng lực tấn công của nhóm vũ trang này. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Houthi cho đến nay vẫn chưa dừng lại. Dư luận quốc tế hôm qua đã đồng loạt bày tỏ quan điểm về phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế khi yêu cầu Israel phải thực thi mọi biện pháp ngăn chặn hành động diệt chủng ở dải Gaza. Ngay sau phán quyết này, cả Palestine và Israel đều có những phản ứng với quyết định. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Israel đã nói rằng cam kết của Israel đối với luật pháp quốc tế là không thay đổi. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Israel có quyền tự vệ trước các hành động của lực lượng Hamas và cuộc tấn công của Israel ở dải Gaza chỉ là chống lại lực lượng Hamas, không nhằm vào thường dân Palestine. Ông cũng cho biết Israel sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại đây. Về phía Palestine, Ngoại trưởng Palestine cho biết nước này hoan nghênh quyết định của Tòa án Công lý Quốc tế về tình hình ở dải Gaza bởi quyết định này có lợi cho nhân loại và luật pháp quốc tế. Theo Ngoại trưởng Palestine, phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế là một lời nhắc nhở quan trọng rằng không có quốc gia nào được đứng trên pháp luật. Ngoại trưởng Palestine đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia, bao gồm cả Israel, đảm bảo tất cả các biện pháp tạm thời do tòa án ra lệnh được thực hiện. Sức ép phải đạt được thỏa thuận trao trả số con tin còn lại ở Gaza ngày càng lớn khi hai ngày qua, gia đình các con tin và các binh sĩ Israel thiệt mạng ở Gaza đã biểu tình tại cửa khẩu Kerem Shalom. Bên phía Israel, chặn xe tải viện trợ vào dải Gaza. Họ bày tỏ thất vọng vì đã hơn 110 ngày, nỗ lực giải thoát cho số con tin còn lại bị bắt cóc vào ngày 7 tháng 10 và hiện vẫn bị giam giữ ở dải Gaza vẫn dậm chân tại chỗ. Hàng nghìn người Israel cũng tuần hành quanh trụ sở Bộ Quốc phòng ở Tel Aviv, kêu gọi thả các con tin ngay lập tức. Người biểu tình mang theo áp phích có ảnh của một số con tin. Tôi không biết đâu là giải pháp tốt nhất để đưa con tin trở về, nhưng điều chúng tôi có thể làm là xuống đường, gia tăng áp lực để chính phủ tìm ra giải pháp. Anh trai tôi 48 tuổi đã bị giam giữ ở dải Gaza trong 110 ngày. Và chúng tôi đến đây hôm nay để yêu cầu chính phủ Israel rằng chúng tôi yêu cầu họ làm mọi thứ có thể và bắt đầu một thỏa thuận khác với Hamas để thả các con tin còn lại ngay bây giờ. Tại Mỹ, thành viên gia đình của 6 con tin người Mỹ gốc Israel mới đây cũng gặp một số cố vấn của Tổng thống Joe Biden. Bởi sau tuyên bố sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực để đưa người Mỹ về nước của Tổng thống Joe Biden, đánh dấu 100 ngày cuộc chiến Israel-Hamas tới nay vẫn chưa có tiến triển. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho việc thả hơn 100 con tin còn lại mà Hamas đang giam giữ. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một khoảng cách đáng kể giữa yêu sách của cả hai bên. Theo các nguồn tin, Israel đã đề xuất tạm dừng giao tranh trong 60 ngày và trong thời gian này hơn 100 con tin sẽ được thả theo từng giai đoạn, với ưu tiên là phụ nữ và trẻ em. Sau đó sẽ thả các thường dân nam, nữ quân nhân và hài cốt của các con tin đã chết sau khi bị Hamas bắt giữ.
Tuy nhiên, kế hoạch này hoàn toàn trái ngược với đề xuất cuối cùng của Hamas. Hamas yêu cầu chấm dứt chiến tranh, đảm bảo sẽ không khơi mào cuộc chiến mới và thả tất cả những người bị Israel giam giữ, bao gồm cả những người tham gia vào cuộc tấn công ngày 7 tháng 10. Tuy nhiên, Israel lập tức bác bỏ các điều kiện của Hamas, phản đối lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, một quan điểm được Washington ủng hộ. Nhằm khai thông bế tắc, chính quyền Mỹ có kế hoạch cử giám đốc cơ quan tình báo trung ương CIA William Burns tới châu Âu trong những ngày tới để gặp Thủ tướng Qatar cùng với các nhà đàm phán của cơ quan tình báo Ai Cập và Israel. Nội dung xoay quanh đàm phán về thỏa thuận trao đổi con tin thứ hai ở Gaza và tạm dừng giao tranh. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng quan điểm công khai của Thủ tướng Israel là buộc Hamas đầu hàng và đồng ý thả con tin vô điều kiện sẽ là rào cản cho việc đạt được đột phá về ngoại giao. Hôm qua, người phát ngôn chính phủ Israel Inana Stenin vẫn tuyên bố cứng rắn. Về các thỏa thuận ngừng bắn được báo chí đề cập, Israel giữ quan điểm sẽ không từ bỏ việc tiêu diệt Hamas, đưa tất cả các con tin trở về và sẽ không có mối đe dọa an ninh nào từ Gaza đối với Israel. Sẽ không có lệnh ngừng bắn. Trước đây đã có những lần tạm dừng vì mục đích nhân đạo, nhưng thỏa thuận đó đã bị Hamas vi phạm. Quan điểm này đã vấp phải sự phản đối ngay trong nội các chiến tranh của Israel khi ông Gadi Eisenkot, thành viên Đảng Thống nhất Israel, một cựu tướng, phát biểu trên đài truyền hình Israel rằng sẽ không thể đảm bảo việc đưa các con tin trở về an toàn nếu không có thỏa thuận ngoại giao. Căng thẳng giữa Israel và Qatar gần đây cũng gia tăng sau khi có đoạn ghi âm rò rỉ cho thấy Thủ tướng Israel đã có những phát biểu coi nhẹ vai trò hòa giải của Qatar khi trò chuyện với các gia đình con tin Israel. Sự việc đang có nguy cơ làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán vốn đã khó khăn về viện trợ, lệnh ngừng bắn và việc phóng thích con tin vẫn đang bị Hamas giam giữ ở Gaza. Hôm 26 tháng 1, tờ The Telegraph trích dẫn các tài liệu của Bộ Quốc phòng Anh cho biết Mỹ dự định đặt đầu đạn hạt nhân tại căn cứ Lakenheath của Không quân Hoàng gia Anh. Theo đó, Mỹ dự kiến sẽ bố trí bom trọng lực B-6112, loại bom có sức mạnh gấp 3 lần của bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima tại căn cứ Lakenheath. Phản ứng trước thông tin trên, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga nói rằng Điện Kremlin sẽ coi việc triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ tại Vương quốc Anh là hành động leo thang căng thẳng. Dữ liệu của Lầu Năm Góc cho hay, hiện Mỹ đang sở hữu 5.428 đầu đạn hạt nhân trên ít nhất 652 phương tiện vận chuyển ở Mỹ, trong đó có đến 400 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và 14 tàu ngầm có khả năng hạt nhân. Số lượng đầu đạn hạt nhân được triển khai hiện nay của Mỹ là 1.350. Kể từ giữa những năm 1950, vũ khí hạt nhân do Mỹ sở hữu đã được triển khai trên khắp các địa điểm quân sự ở châu Âu. Tổng thống Mỹ khi đó đã cho phép lưu trữ những loại vũ khí như vậy ở châu Âu trong bối cảnh có những cáo buộc về mối đe dọa bắt nguồn từ Liên Xô. Theo người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby, nước này sẽ làm những gì phải làm để đảm bảo có thể bảo vệ chính mình và các đồng minh. Ông John Kirby cho biết, chính quyền Mỹ đang làm việc phối hợp chặt chẽ với các đối tác ở Nhật Bản và Hàn Quốc, đặc biệt là hợp tác ba bên để có thể tự bảo vệ mình. Ông cũng lưu ý rằng Triều Tiên đang không ngừng nỗ lực để cải thiện khả năng vũ khí của nước này. Khi được hỏi về khả năng các động thái khiêu khích của Triều Tiên có ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ không, ông John Kirby nói, không có tác nhân nước ngoài nào, dù nhà nước hay phi nhà nước, can thiệp vào bầu cử Mỹ. Chúng tôi sẽ thận trọng trong chu kỳ bầu cử này như trước đây và làm những gì có thể để xác định, ngăn chặn mọi nỗ lực can thiệp bầu cử. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng trong thời gian qua. Triều Tiên bắn hàng trăm quả đạn pháo từ bờ biển phía Tây vào vùng đệm hàng hải vùng biển phía Bắc, đường giới tuyến phía Bắc, được coi là đường phân định lãnh hải Triều Tiên với Hàn Quốc. Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc hôm 8 tháng 1 tuyên bố sẽ tiếp tục bắn pháo tập trận gần biên giới trên biển và đất liền. Mỹ và Hàn Quốc đang thắt chặt hợp tác trong việc răn đe Triều Tiên. Tàu ngầm hạt nhân và máy bay mang đầu đạn hạt nhân của Mỹ liên tục hiện diện ở bán đảo Triều Tiên, thể hiện sự cam kết của Washington trong việc nâng cao khả năng răn đe quân sự của đồng minh. Các nhà lập pháp Mỹ cho biết, quân đội nước này đang tụt hậu hơn so với Nga và Trung Quốc trong việc phát triển vũ khí siêu thanh cũng như vũ khí năng lượng cao. Nhận định trên được Thượng nghị sĩ độc lập Angus King đưa ra trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ hôm 23 tháng 1. Ông King cũng cho biết các đối thủ của Mỹ đã đạt được những bước tiến quan trọng trong phát triển vũ khí siêu thanh và vũ khí sử dụng tia năng lượng cao.
Các nhà lập pháp Mỹ cũng cho rằng Lầu Năm Góc nên đặt việc phát triển vũ khí tấn công tiên tiến thành ưu tiên hàng đầu và còn rất nhiều việc cần phải làm. Thượng nghị sĩ King cũng nhắc lại việc Hải quân Mỹ sử dụng những tên lửa trị giá hàng triệu đô la Mỹ để bắn máy bay không người lái và tên lửa giá rẻ của lực lượng Houthi trên Biển Đỏ trong thời gian vừa qua. Những tên lửa mà chúng tôi đang sử dụng có giá từ 2 đến 4 triệu đô la Mỹ mỗi quả. Điều đó giống như dùng lựu pháo để bắn vịt, ông King nhấn mạnh. Trước đó vào ngày 23 tháng 1, Hiệp hội Công nghiệp Quốc phòng và Viện Công nghệ mới của Mỹ trong một báo cáo mới cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và Lầu Năm Góc đã không cung cấp cho các doanh nghiệp và ngành công nghiệp Mỹ định hướng rõ ràng về việc phát triển vũ khí siêu thanh lẫn vũ khí năng lượng cao. Điều này dẫn tới việc Mỹ không có đủ nền tảng sẵn có để sản xuất loại vũ khí này trong nhiều thập kỷ tới. Sau khi bắt đầu ca trực vào sáng sớm tại một khu rừng phủ đầy tuyết trắng gần biên giới với Nga, Ranpa, một binh sĩ thuộc đơn vị phòng không Ukraine cho biết, anh nhìn thấy ánh sáng và nghe thấy những tiếng nổ chói tai. Đó là tên lửa đạn đạo được phóng đi từ lãnh thổ Nga. Nhưng đơn vị của Ranpa không có thời gian để đánh chặn, và trong kho vũ khí của họ cũng không có loại vũ khí nào có thể làm được điều đó. Vài giây sau, tên lửa lao xuống Kharkov, thành phố lớn thứ hai ở Ukraine, san phẳng một tòa nhà và phá hủy các cơ sở hạ tầng. Tôi biết rõ tên lửa sẽ rơi xuống nhưng không thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn, Ranpa cho biết. Thời gian gần đây, Nga thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công vào thành phố Kharkov, cách biên giới nước này 46 km về phía nam. Mỗi khi các đợt tấn công xảy ra, còi báo động không kích lại vang lên khắp thành phố. Ukraine cho biết Nga đã sử dụng nhiều loại vũ khí, trong đó có hệ thống phòng không S-300 từ sâu trong lãnh thổ nước này để nhắm vào Kharkov, như một phần trong chiến lược khai thác điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine. Ngoài ra, Nga cũng thực hiện các cuộc tấn công kết hợp nhằm vào thủ đô Kiev và khu vực đông nam sông Dnipro. Các cuộc tấn công liên tiếp bằng tên lửa cho thấy Nga sẵn sàng thực hiện mọi biện pháp để áp đảo Ukraine trên chiến trường. Ngoài ra, điều này cũng làm bộc lộ điểm yếu của Kiev khi không có đủ hệ thống phòng không, ngay cả khi phương Tây đã cung cấp cho nước này một loạt hệ thống như NASAMS, IRIS-T, Gepard và Stinger. Đối với Nga, Kharkov là một trong những mục tiêu dễ tấn công nhất. Thành phố này ở gần biên giới Nga. Do đó, ngay cả các hệ thống phòng không hiện đại như Patriot do Mỹ sản xuất mà Ukraine đang sử dụng cũng sẽ gặp khó khăn khi đánh chặn các tên lửa bay với tốc độ cao, di chuyển trên quỹ đạo đạn đạo bởi thời gian phóng đến thời gian hạ cánh của tên lửa diễn ra chưa đầy một phút. Michael Kaufman, giám đốc nghiên cứu về Nga tại CNA, tổ chức nghiên cứu và phân tích phi lợi nhuận có trụ sở tại Virginia, Mỹ, gọi Kharkov là chiếc mỏ neo vẫn đang chấn giữ mặt trận phía đông. Khi nhắm mục tiêu vào Kharkov, Nga có thể hướng tới yếu tố thành phố chủ yếu là người nói tiếng Nga. Ranpa thuộc lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 113 có nhiệm vụ bảo vệ vùng trời phía bắc thành phố Kharkov. Đơn vị của anh chủ yếu dựa vào hệ thống pháo phòng không Su-232 có từ thời Liên Xô mà họ thu được trên chiến trường sau khi rút khỏi thành phố Kupiansk gần đó vào tháng 9 năm 2022. Đây là hệ thống di động được gắn phía sau xe tải, chỉ có thể tấn công các mục tiêu di chuyển dưới tốc độ âm thanh, chẳng hạn như các loại máy bay không người lái mà Nga sử dụng như SAT do Iran sản xuất hay UAV góc nhìn thứ nhất FPV. Nga thường sử dụng các loại UAV này để tấn công quân đội Ukraine đang đồn trú ở phía bắc thành phố hoặc nhắm vào trung tâm thành phố, nơi vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Thời gian gần đây, Nga đặc biệt để mắt tới thành phố Kharkov và khu vực xung quanh, nơi họ đã bỏ qua cuộc phản công chớp nhoáng của Ukraine vào tháng 9 năm 2022. Magno, 38 tuổi, chỉ huy đơn vị phòng không của Ukraine, cho biết trong vòng một tháng qua, ngày càng nhiều nhóm nghi binh từ 5 đến 20 binh sĩ Nga cùng lúc đã vượt biên giới vào Ukraine
để đánh úp các vị trí của họ. Lực lượng Nga cũng đã tấn công thành phố nhiều lần trong khi củng cố các vị trí quân sự của họ từ các góc độ khác, trong đó có cả khu vực phía đông Kupiansk. Chỉ trong 4 tuần qua, các cuộc tấn công bằng tên lửa ở Kharkov đã làm hư hại nhiều cơ sở hạ tầng. Tại một vị trí quân sự giữa Kharkov và vùng biên giới, các binh sĩ thuộc đơn vị phòng không của Ukraine mặc đồ ngụy trang lẫn trong tuyết trắng đi lại xung quanh để chuẩn bị ứng phó với các cuộc tấn công tiềm tàng của Nga. Một binh sĩ có biệt danh là Marco cho biết tình hình rất căng thẳng. Trong khi đó, sự chậm trễ của phương Tây khi cung cấp đạn dược và khí tài quân sự cho Ukraine đã khiến đơn vị của Anh rơi vào tình thế khó khăn. Họ đang lãng phí thời gian với câu hỏi có nên cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine hay không. Trên thực tế, chúng tôi cần phải đi trước đối phương hai bước. Một binh sĩ khác, người có biệt danh là Sriklok, cho rằng khi tên lửa hướng tới thành phố, chúng tôi cảm thấy bất lực. Cách tốt nhất để ngăn chặn các cuộc tấn công là sử dụng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS để tấn công các địa điểm phóng ở Nga. Nhưng Mỹ đã ngăn Ukraine sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu ở Nga, điều mà Sriklok gọi là vô lý. Các bạn vừa xem bản tin toàn cảnh quốc tế, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.